đoạn đường sắt qua địa phận xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên bắc qua sông Cầu có chiều dài 126m, được xây dựng từ những năm 1960. Đơn vị quản lý là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý đường sắt Hà Thái, trụ sở tại Hà Nội, vốn được thiết kế phục vụ tàu đi lại. Song hàng chục năm nay, khu vực hành lang đường sắt này lại bất đắc dĩ trở thành cầu dân sinh. Ghi nhận của phóng viên, khu vực đường hành lang có nơi chỉ rộng hơn 50cm, lan can chỉ có một bên và đã han gỉ, bề mặt tấm gỗ bị hư hỏng, thủng lỗ lớn, bên dưới nước sông chảy cuồn cuộn. Dù có biển cấm, hai bên đầu cầu nhưng mỗi ngày vẫn có cả nghìn phương tiện qua lại. Ngày 28 tháng 6, trao đổi với phóng viên, ông Tạ Văn Phin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên cho biết, khu vực người dân đi lại là khoảng hành lang cho công nhân đường sắt trước kia đi tuần. Theo vị lãnh đạo địa phương, việc đi lại trên cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Địa phương đã có nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, tuy nhiên do nhu cầu đi lại lớn nên hiện tại chưa thể xử lý dứt điểm.